Rồi giới thiệu anh em đây là quy trình nạp mật ở cửa hàng chúng tôi nha. Thì đầu tiên chúng tôi sẽ test mật cho các bạn trước. Kỹ thuật chúng tôi sẽ test mật để xem cái hộp mật của các bạn bị lỗi như thế nào. À, chúng tôi sẽ giữ lại cái bản test này để đối chiếu sau khi nạp mật hộp mật của bạn như thế nào. Như các bạn thấy thì hộp mật này thì nó bị đen một vệt như thế này đây. Thì chúng tôi sẽ nạp mật và xử lý lỗi cho các bạn luôn. Thì chỗ cửa hàng chúng tôi sẽ tính tiền nạp mật và bao tất cả các linh kiện rung rạc, trục từ gì đó. Thì bị hư thì chúng tôi sẽ thay miễn phí cho các bạn. Tính mỗi lần nạp mật như vậy là 100k thôi các bạn. Bao tất cả linh kiện, bảo hành cho đến khi hết mật các bạn. Chừng nào hộp mật các bạn bị lỗi thì cứ đem lại, chúng tôi sẽ thay linh kiện miễn phí cho các bạn. Bây giờ mình sẽ quay kỹ thuật của mình nạp mật cho các bạn nè. Như các bạn thấy cái vạch đen hồi nãy chúng ta xem trên băng test đó, thì ở trên hộp mực này nó có cái vạch này, thì mình sẽ mở ra xem coi nó rung rạc hay là thiết bị nào nó bị mòn dẫn đến cái tình trạng này. Đen chỗ nào coi chỗ đó, đen chỗ này thì coi cái khu vực này rung rạc, thì rung thì không sao rồi, coi gạt trục từ. Các bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì hoàn toàn yên tâm. Các bạn cứ sử dụng chỗ nào hết mực thì thôi, không có bị cái tình trạng là nạp mực vô bị đen bị mờ, rồi các bạn thay đủ thứ linh kiện hết, cuối cùng ra chi phí rất là cao. Không phải là một lần nạp mực như vậy là giá là 80-100k đâu. Khi các bạn thay linh kiện lặt vặt như thế thì tốn rất là nhiều. Thay vì như vậy thì các bạn nạp chỗ chúng tôi thì chỉ 100k và yên tâm sử dụng cho đến hết mực thôi. Thì chỗ cửa hàng của chúng tôi thì ngoài nạp mực ra thì có cung cấp cho các bạn hộp mực mới, máy in các loại cũ và mới. Mới thì full box nha các bạn, còn hàng cũ thì chúng tôi bảo hành 6 tháng vẫn đảm bảo chất lượng máy in cho các bạn.
chỉ có vẻ bề ngoài nó hơi cũ hơn máy mới xíu thôi, chất lượng vẫn rất đảm bảo, các bạn yên tâm. Máy mới thì chỗ của hãng tôi bảo hành 1 năm, đúng như các hãng người ta bảo hành bao nhiêu thì chúng tôi bảo hành bao nhiêu thôi. À, như các bạn thấy lúc nãy chúng ta thấy một cái vệt đen đó, vệt đen ở trên bản hình đó, rõ ràng đây mực ở đây nó đã mực thải ở đây đã bám rất là nhiều, đã đầy ngay trên chỗ phần gạt lớn nè, đầy hết rồi, nó bị một cái vệt đen như vậy. Thì cái này chúng ta cũng cần vệ sinh mực thải này xong thì nó sẽ khắc phục được lỗi đó thôi. Rồi xíu để mình kỹ giờ kỹ thuật chúng tôi sẽ đổ mực mới vào. Các bạn lưu ý rằng chúng tôi sẽ đổ hết chai mực, cho mực nặng bao nhiêu gram thì chúng tôi đổ hết bấy nhiêu gram thôi, chứ không có chừa lại làm gì đâu các bạn. Chai mực của chúng tôi sử dụng đó là loại mực 140 gram, thì chúng tôi sẽ đổ hết 140 gram này. Thì các bạn in nhiều in ít thì do các bạn in bao nhiêu thôi, chứ không phải là do chúng tôi nạp mực mà chừa mực lại đâu. Mực chừa lại cũng không để làm gì đâu các bạn. Các bạn có thể in nhiều thì mau hết, và in ít thì nó lâu hết thôi. Đúng 140 gram chúng tôi đổ vào tất cả. Rồi, hết rồi đó các bạn. Đã đầy tràn đổ ra ngoài luôn các bạn. Chừng nào đầy hết có vào nổi nữa thì thôi các bạn. Đã hết chai mực luôn rồi. Được hết. Đẹp hết. Có thể đẹp máy thì mà chắc
có thấy. Rồi Tháo ơi, vệ sinh phần gạt đi. Vệ sinh cái đó luôn đi. Lau đó trước rồi hết rồi đổ một con nè. Lưu ý rằng khi mà vệ sinh cái room này, nếu mà các bạn nào mà tự làm thì thật nhẹ chống tránh bị chày nha các bạn. Nếu mà chày thì chắc ăn bản in của bạn sẽ bị đen. Thank you.
Sau khi nạp mực xong thì chúng ta sẽ in test một bản khác để đối chiếu nha các bạn. Cái bản sau khi nạp mực. Rồi. Chúng tôi sẽ tiến hành in test. Các bạn thấy bản in cũng tương đối tốt rồi, còn một cái vệt này nó còn trắng, thì chúng tôi sẽ in một vài trang nữa thì mực nó sẽ đều ra rồi nó sẽ đẹp hơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ in thêm một số trang nữa. Đây là cái bản trước khi chúng tôi nạp mực đây, và cái bản này là cái bản chúng tôi sau khi nạp mực. Rõ ràng đã rất là đẹp các bạn. Một cái bản có một vệt đen và bản rất là trắng đẹp. Rồi, như vậy là chúng tôi đã hoàn thành quy trình nạp mực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.